nhà thôi. Xin chào cả nhà. Cái mớ cua đồng này á, thì anh em mình bắt hôm nay á. Nè, cái này giăng lưới dính luôn hả? Với cũng có bắt ở dưới ruộng á, được một mớ còn sống. Ôi nè. Thôi mấy con càng bự hơn. Càng bự hơn. Cua đồng nhiều lắm. Ở nhà mình còn một một rổ như vậy nè. Anh em mình đem có nhiêu đây à? Này dính lưới á, xong cái bẻ mấy cái que đó nè. Lựa mấy cái cua này thì anh em mình chỉ lựa mấy cái con cua chắc á. Rồi bữa nay cái anh em mình làm cái món bún riêu cua. Bún riêu cua thì cũng có bạn comment á. Làm đây sẵn là cái sáng mình có mua được mớ giò heo nè. Này cho cô Mon ăn nha. Đó, bữa nay khoanh cả đống luôn. Đó. Cái này nhiều. Cái này sáng phải lựa mà mấy cái móng chân á, móng heo á. Ôi, ăn còn ngon nữa. Này thì ở đây có bắp chuối. Bắp chuối với rau muống là muống này anh em mình mới hái có ngâm nước muối rồi. Còn bắp chuối này ngâm với tắc cho nó trắng á. Bún riêu rồi không phải thiếu hai này được. Đúng rồi. Ở đây cũng có miếng huyết với đậu hũ. Với mấy trái cà nữa. Mấy trái cà. Giờ cái này thì mình làm lọt ra vậy nè. Cái xong cái mình cạo lấy gạch với đâm nó để lát lấy nước á. Mình nấu. Rau muống thì tí nữa mấy anh em mình chẻ ra. Bữa nay cho cô Mon ăn ngon luôn. Hai món này là hết sảy rồi. Chắc là được rồi đó anh. Được. Đó, bây giờ cái mình cho nước vô luôn nha. Ý, có cái lá bay vô. Cho nước vô á, đặng mình lượt mình lấy cái thịt nó. Cho cái muỗng mon. Rồi đây. Đây anh mình nãy cũng trẻ ra muỗng này. Đây. Lúc nào vẫn có xuất hiện cây huyền thoại này. Bữa nay cu Mon cảm á, cho ăn cái món này vô là hết cảm luôn. Nãy này vô ra mồ hôi á, rồi ơi. Cầm chữa đồng gió nữa. Đó hiu hiu mát ha. Dắt cái võng ra nằm ngủ luôn. Rồi cái nó đặt kẹo luôn rồi. Cái này thịt không à? Cua đồng này anh em mình lựa cua nó thịt á, thịt nhiều á. Đó, cái này lượt lại mấy nước nữa. Cái này nãy con hơi nó chắc mình ép là đủ làm nguyên cục chả luôn anh. Đúng rồi. Em cho ra đây cái mình lượt thêm cái nữa. Lượt mấy con nước mà thịt còn. Cái này mình lựa mấy con cua chắc á. Chắc á. Chủ yếu là thịt ở kè, ở mấy cái que với cái càng đó là nhiều. Thịt cua. Cái nước tự nhiên nước nhất luôn anh. Này còn thịt nhiều mà. Có gì lát nước không đủ mình đổ vô mình nấu tiếp. Rồi cái này anh em mình cũng phi dầu đều á, đặng lát cái mình ướp thịt với cho vô bún riêu. Đó. Giờ mình cho xuống đi. Cho cái này lên, đặng mình lấy cái gạch cua á. Ra được nhiêu đây nước nè, còn ở đẳng một thao nữa lận. Tí nên cho em mình cho vô nhiều lắm. Cái này không ở lên cái đống thịt luôn. Đúng rồi. Giờ để mình vớt cái dầu điều này ra nè. Vớt cái dầu điều này ra cái mình ướp thịt nha. Nó lên thịt nhiều quá anh. Quá trời luôn, bữa nay gặp cả đống luôn. Bữa nay được cái giá này bự là ngon à anh ơi. Rớt lẹ. Giá này được ha. Giá này được rồi. Đó. Quá trời thịt luôn nè cô Mon. Hôm nay cho ăn đã luôn. Thịt này lét. Đầy chắc đầy nguyên dĩa con gà. Dĩa gà. Rồi đây nãy
mấy anh em mình cũng có sắt cà sẵn nè, với đây đồ hũ với quyết. Còn đây mấy anh mình cũng có ướp giò heo với dầu điều, cho lát nó lên cái màu vàng cho đẹp. Cưng lắm á, mới cho ăn. Bữa nay giò heo nhiều à. Bữa nay giò heo nhiều. Rồi cái này để anh em mình nhắc xuống á, cháy sơ cái mớ cà với cái đầu hũ á. Này có một cái bếp à. Hai cái bếp á làm nó lẹ. Này mình nhắc xuống đi, mình cháy sơ mình cho vô. Ở đây mình cũng có chừa lại miếng dầu điều á, là mình cháy cho cà với đậu hũ nó có màu. Ai sắc đậu hũ vậy? Em sắc rồi. Chứ mấy hoàng quay phim sắc hả? Sắc như cục bự bự vậy đó, ăn cho đã. Hôm nay tô nhỏ rồi. Có hè cái hào à. Thẳng thò vô đảo thôi. Dạ. Mà gió quá, gió không biết tí nữa có mưa rồi. Nghe nói như không á. Nhà quay xong yếu mưa. Mày nghe cô Mon nói xong nghe ai nói á. Bây giờ lên màu vàng đẹp rồi. Cục cà hủ này. Cái này mình cháy sơ ra, cà sơ đó mình cho vô nhắc xuống cho vô. Nghe chưa có món? Bây giờ cho cà vô. Có dầu đều á, cái nó lên màu phải không? Dạ. Yeah. Cho cái dầu vô. Á trời. Ồ, cái nồi này chất lượng luôn cô Mon ơi. Cua giò heo. Cho thêm mấy cục huyết vô nữa. Đó, để soi lên cái mình niêm lại á. Dùng được. Đó. Cái này mấy anh em mình cũng có bỏ mấy cái càng cua vô nữa nè. Nó chín hết rồi. Nhìn, nhìn hấp dẫn anh. Cái nồi này 4-5 người ăn luôn á. Quá trời. Ui. Bữa nay có một mình cô Mon ăn à, để anh nêm thử. Ôi trời. Cho gì vô anh? Cho tí bột ngọt vô. Cái này hồi nãy anh em mình cũng có nêm sẵn rồi. Được. Cái này mình cho thêm miếng mắm ruốc vô á cho nó ngon. Ăn cái bún riêu này là không bao giờ thiếu mắm ruốc. Tí nữa mình ăn mình cho thêm nữa. Đó, cho mắm ruốc vô cho nó thơm á. Nó có mùi con mắm ở đây. Rồi được rồi cô Mon ơi. Em sẵn sẵn hai cái tô bên kia. Ôi rồi. Ôi ơi, cái giò của Mon nè. Ôi cái trời trời lá. Tao bữa nay mình ăn bằng tô bằng thảo. Bằng tô đi. Người ăn hai tô. Đây đi. Còn có chuẩn bị sẵn luôn trời. Có. Cái này mình trụng sẵn đó cái nha. Hôm nay mình không có cái giá trụng á. Mình trụng đó cái. Cái giá tô mình nhỏ cũng cái giá này cũng được. Dừa ha. Gạch cua nó còn nè ha.
nãy anh em mình vớt nó còn. Giờ Kumon ăn cái gì nè? Cho cái khoanh này ha. Đó. Em hỏi thứ một cục đi. Hỏi thứ một cục hả? Ê rồi. Nó cục quyết rồi. Hai cục quyết ha. Ăn cục anh chứ để tô nó nhỏ. Thêm mấy cái càng nữa để anh lửa càng bự bự. Tàu hũ nữa. Cái này tí nữa anh em mình ăn nữa, cái mút nữa. Cho miếng cà lên. Rồi, xong tô của Kumon. Tô này bán nhiêu anh? Tô này hả? 15 ngàn. bé xong quá sản luôn. Đó, cái này thì mấy anh em mình ăn với mắm ruốc nha. Mặn chanh vô cho nó ngon. Thường thường á, mình ăn với mắm ruốc hoặc là mình ăn với tương. Tương cũng được nè. Ở đây mình anh em mình thì thích ăn mắm ruốc hơn. Đó, cho cục mắm ruốc vô cái tô bún riêu. chưa, còn. Còn tôm nữa. Cho thêm miếng tôm vô nữa. Hôm nay chờ lát ăn tô thứ hai. Rồi. Ở đây mình cho thêm cái gạch cua hồi nãy nè. Đó, mình anh em mình có cháy sẵn rồi nè. Cho miếng gạch cua vô nha. Này mà có hỏi bánh mì không tét vô. Tét vô. Rồi. Ngồi không được. Rồi nó vô chính giữa đi. Sao nãy anh nhớ anh gom nó gọn rồi mà sau này nó tràn nữa rồi. Cái này ăn á thì anh em mình ăn với rau muống, ăn với rau muống với bắp chuối hả? Hai cái đó thôi nó ngon dữ lắm. Mình có giá, mình bỏ thêm giá cái vô cũng được. Mình nói ngoài đồng có... Nói gì nói chứ anh thì anh lại thích ăn cái rau muống dưới kinh hơn. Cái rau muống kinh đó nó giòn với ăn nó ngon hơn cái rau muống mình trồng. Nãy không biết anh có thấy không nữa chứ em thấy cái này nè. Thôi mà cả nhà nha. Ăn xong đi em nói cho anh. Chưa biết nữa, lát Kumon ăn vô mới biết nữa. Các em cũng chắc cũng thử cái tô xong mới biết rồi. Cái tô này đầy đủ luôn, ngon. Cái tô chắc luôn. Sao anh thử cục thịt đó. Cái này thì anh em mình nấu cua đồng không à. Cua này thì anh em mình chịu khó á, mình đi bắt ở dưới kinh này nè, cua nó chắc với nó ngon hơn. Còn cua trên ruộng nó hơi, mình ăn cái kiểu nó hơi hôi tí á. Mình là anh em mình thích ăn cua ở dưới kinh á. Đó. Đó. Chứ mình bắt mình lựa con nào mà chắc á, mình bắt cái nồi ấy mình thả. Ủa cái giò. Cái giò heo này vừa luôn, hầm vừa. Nó không có bị dai với nó bị rụt á. Vậy được. Ôi, cái tô này nát của em hả anh? Quên không? Cái này mình có vớt thịt ra để cho Kumon nè. Lát nó chia ngồi nhỏ đi. Mỗi ngày cho Kumon ăn ngon. À, quên nữa, nãy anh biết ngay cái chỗ mình, ngay cái bếp mình có gì không anh? Có cái bắp chuối. Thôi mình để đó, mai mốt mình bữa nào cần đó mình hái. Vô ăn Kumon. Dạ. Vô ăn. Tôi em vậy sao em trộn người ta. Nó nở ra. Cái này ông chủ bán nhiều quá rồi. Đang ăn mà ở ngoài sao Kumon à. Đang hồi đồ luôn. Hồi nãy nhớ là trong clip mới mưa mà chưa hết chuyển đang thua rồi. Cái thịt heo này á, giò heo này là anh em mình có luộc với gừng với bỏ thêm tí muối á cho nó bán cái mùi tanh, mùi hôi á. Đi ăn cá với Kumon liếc tanh tanh. Mời cả nhà nha.
Ngọt cũng chẳng. Món này em chưa làm bao rồi mới làm rồi. Cua lá ngọt hơn. Cái tôm này là thịt cua không luôn. Cua nhiều lắm. Hồi nãy có vớt này không cung anh? Quá à. Lúc mình ngày mà trước đi chợ không quên nữa. Chấm rồi. Không quên. Sáng mấy anh em mình á, nặng mấy cái trái chanh vô bên đây hết rồi. Còn có một cái tắc. Không đủ. Cái này phải có thêm một trái chanh nữa nặng vô ngon. Cho sạch sạch ra. Dạ. Ừ. Nếu này mắm ruốc ngoài tiệm người ta nấu ra thì đúng rồi, cái này nấu rồi. Dừa nó không có mặn dữ. Giờ làm cùi heo. Cho nó càng bự nữa cũng không? Dò gân ăn đã rồi. Càng chắc. Ừ. Xong không? Cái tô quên mấy anh em rồi. Thịt cua không à? Ngon. Mình ăn là không bỏ gì luôn á. Nước là húp hết luôn á. Cua này nó chắc cái thịt nó dính ra ngoài cái vỏ. Bữa nay làm cái món là bún riêu. Cùng món thèm. Mà nói chứ cái đó cua dính lưới mình mới bẻ dưng chứ không. Nếu mình bắt á, mình đừng bẻ. Không, mấy con nào mà có con á, mà mấy anh em mình xé lưới bỏ. Xé lưới thả. Còn lựa mấy con cua đực á. Ở chân nó cũng có thịt nhiều á. Đúng rồi. Nước ngọt. Cua đồng ở dưới quê mấy anh em mình á 40-50 ngàn ký rồi. Mà cua đó là bắt ở trong ruộng á. Còn mấy con cua này thì anh em mình bắt ở quầy kinh. Bình thường ta giăng lưới, ta giăng lưới ta bắt cá. Mình giăng lưới mình bắt cua. Kéo lên toàn cua mà. Anh làm tôm nữa nha. Em cũng sắp hết rồi. Lâu rồi mới ăn tôm uống điều ăn đã. Lâu ăn lại đã không? Dạ. Nó có gần vô nó không có còn hôi nữa không? Dạ. Yeah. Câu cuối rồi. Bữa nay giò heo ăn được không cô Môn? Heo ăn mềm ngon. Kiểu nãy anh có luộc trước á. Nấu cũng lâu á. Cái tô của anh toàn là gạch không à. Tô em cũng gạch luôn. Lát rồi ăn xong là không được bỏ cái nước đó nha. Thôi giờ đổi tô đi. Không rồi tô mới chơi thì nửa chén ngớt kìa. Nửa chén tôm chứ. Xém nó là đổi rồi đó. Ăn rau muống không? Ăn bắp chuối không cô mời? Ăn nữa không? Rồi. Cho miếng
hết rồi, hết rồi. Mấy cái này cái ngay chỗ cái ấy nó cứng rồi. Gấp đau đây mà đau trong chỗ toàn cua. Bữa nào mấy anh em mình đi bữa nào mà mấy anh em mình đi mà có cua càng bự á, cái anh em mình lựa bắt cái xong cái làm cái món là càng cua lan me cũng ngon lắm cô Môn. Thấy không? Mày ăn lưới thế nào gặp á. Cá không thấy, thấy toàn cua không. Dưới trên này không có sâu mấy á. Thấy nó rụng dưới nó lên bò. Cục này bự nè cũng mua. Dạ, nên cục này. Nấu mấy cái gần nó nở hả? Ngon. Múc bên nước. Nước toàn cua. Cái tô này bằng, nếu như cái tô này ấy là cũng bằng 3-4 tô ngoài chợ bán luôn anh. Gạch không hả? Dạ. Gạch cua nhiều á. Mà nấu vậy ăn cỡ đã. Ở đâu mới ăn vậy? Mai ăn nữa không được nữa. Cua còn ở lóng rồi sao à? Nói là tối nó chui vô hang đóng cửa rồi hết. Là đi du lịch hả? Ừ. Ăn trước đường gà nha. Ăn trước đường gà nè. Không còn vịt nữa cũng không? Còn cái giò. Dạ. Ôi. Mấy giò này đã không? Ừ, ăn cái giò này để đang làm thêm tô nữa. Nước thịt cua không? Nước thịt cua không? Ờ, quá tồi không? Cái này chắc thịt cua nhiều hơn nước. Thôi tới đây mấy anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp ở nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like và chia sẻ cả nhà. Coi chừng mất con thịt heo à. Không, không mất được.